Bằng Châu xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trong ngày của chúng tôi với một số tin đáng chú ý như sau. Mễ Tây Cơ hồi hương thi thể của các nạn nhân COVID-19 bị thiệt mạng ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng của Anh và Pháp thảo luận về chính sách nhập cư ở Calais. Số ca nhiễm mới tại Florida đạt kỷ lục 13.500 ca trong một ngày. Trung Cộng cảnh báo Mỹ không nên dung túng cho Việt Nam. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, Mỹ Tây Cơ hồi hương thi thể của các nạn nhân COVID-19 bị thiệt mạng ở Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo Mỹ Tây Cơ vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 đã cử hành một buổi lễ tang trọng để tiếp đón linh cữu của những nạn nhân qua đời vì đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ bên ngoài phi trường quốc tế ở thủ đô Mexico City. Bộ Ngoại giao của nước này cho biết các nhân viên và binh sĩ đã đạt được nhờ tới khiêng hài cốt của 245 người ra khỏi phi cơ Mexican Air Force của chính phủ, vốn vừa hoàn tất cuộc không trình từ thành phố New York, nơi từng là ổ dịch lớn nhất tại Hoa Kỳ hồi cuối tháng 3 vừa qua. Để tiện việc chuyên chở, xác người đã được thiêu thành tro cốt, sau đó gửi về quê nhà để gia đình làm lễ tang. Trước khi khởi hành sang Mexico City, tang lễ dành cho các nạn nhân đã được cử hành bên trong giáo đường St. Patrick ở New York. Trung bình vào mỗi ngày tại Hoa Kỳ có khoảng 60.000 trường hợp bị lây nhiễm mới. Bộ trưởng của Anh và Pháp thảo luận về chính sách nhập cư ở Calais. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Gia cư Anh Quốc Priti Patel vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 đã tới hội kiến cùng người đồng nhiệm nước Pháp Gerard Darmanin để thảo luận về các vấn đề di trú lẫn an ninh biên giới nhân chuyến viếng thăm tới thành phố Calais. Cuộc họp nêu trên diễn ra sau khi có nhiều chiếc tàu chở người nhập cư được nhìn thấy xuất hiện trên eo biển English Channel do Anh kiểm soát. Hầu hết các thuyền nhân đều được xác nhận đến từ những quốc gia nghèo khó hoặc bị chiến cuộc tàn phá ở vùng Trung Đông. Số người vượt biên sang Âu Châu thông qua eo biển English Channel trong năm nay đã gia tăng một cách đáng kể, bất chấp sự hoành hành của đại dịch COVID-19. Mới đây, lực lượng cảnh sát quốc gia đã được phái tới dỡ bỏ một khu trại nhập cư tạm bợ ở Calais, đồng thời di dời hàng trăm di dân bất hợp pháp. Người dân Tây Ban Nha tham gia bầu cử giữa sự bùng phát của COVID-19. Kính thưa quý vị, có nhiều cử tri sinh sống tại vùng Bắc Tây Ban Nha vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 đã được nhìn thấy họ đeo mặt nạ khi tới các trung tâm bầu cử trong bối cảnh tỉnh Galicia, ba quận Basque, vừa mới tổ chức một cuộc bỏ phiếu cấp địa phương, bất chấp những mối hiểm họa đến từ đại dịch COVID-19. Lệnh giãn cách với xã hội càng được áp dụng đồng nghĩa với việc những cử tri phải xếp hàng chờ đợi lâu hơn lúc bình thường để bảo đảm dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng dân cư. Cuộc bầu cử đáng lý ra đã diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, tuy nhiên buộc phải trì hoãn vì diễn biến phức tạp của COVID-19. Tây Ban Nha là một trong những nơi đầu tiên ở Âu Châu tổ chức bầu cử kể từ khi lệnh phong tỏa được nới lỏng cách đây vài tuần lễ. Tại thành phố Bilbao của quận Basque, đã có thêm 25% địa điểm bầu cử được sử dụng để ngăn chặn người dân đứng gần với nhau. Kính thưa quý vị, có hơn 70 người xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại một nông trại ở Anh Quốc. Khoảng 200 nhân viên làm việc tại một nông trại gần thành phố Malvern thuộc tỉnh West Midlands của Anh Quốc vào ngày Chủ nhật vừa qua đã được khuyến cáo tự cách ly ở nhà sau khi có 72 người trong số này xét nghiệm dương tính với coronavirus, tức là nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19. Người đứng đầu Ủy ban Y tế Cộng đồng cho biết tỷ lệ lây nhiễm vào mỗi ngày ở Anh Quốc đang giảm đi một cách đáng kể từ mức là 6.000 người hồi tháng 4 xuống còn 650 người, bất chấp sự thiếu hụt về thiết bị xét nghiệm tối tân. Tuy nhiên, những ổ dịch nhỏ vẫn được ghi nhận xảy ra tại các khu vực hẻo lánh, nơi đã các xưởng đóng gói thịt như công ty AS Green & Co.
Nơi này đã bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Cứ vào dịp này hàng năm thì giới nông gia lại tụ tập thu hoạch mùa màng và xẻ thịt gia cầm lẫn gia súc, buộc mọi người phải tiếp xúc trực tiếp với nhau. Trong khi đó thì Chánh văn phòng nội các Anh Quốc cho biết không cần thiết bắt buộc người dân phải đeo mặt nạ ở Anh. Chánh văn phòng nội các Anh Quốc Michael Gove vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 cho biết rằng chính phủ không nên ban hành chính sách đeo mặt nạ ở chốn công cộng vì ông không nghĩ điều này có thể giúp giảm thiểu số người bị lây nhiễm coronavirus trên toàn cõi quốc gia. Thay vào đó, người dân nên đeo mặt nạ trong nhà, đặc biệt là những nơi có hệ thống thông hơi yếu kém, vì dịch bệnh trong mỗi trường này dễ lây lan giữa người và người với nhau. Trong một bản tuyên bố đưa ra vào ngày thứ Sáu 10 tháng 7 vào tuần trước, Thủ tướng Anh Quốc ông Boris Johnson đã cam kết sẽ thắt chặt các biện pháp phòng bệnh như yêu cầu người dân đeo mặt nạ để ngăn chặn nguy cơ xảy ra đợt bùng phát thứ hai. Nhìn chung trên toàn lục địa Âu Châu thì Anh đang đứng vị trí đầu tiên trong danh sách là những quốc gia có nhiều người chết nhất, với hơn 45.000 trường hợp qua đời vì COVID-19 tính đến thời điểm hiện nay. Trong khi đó thì tại Đức, nhân viên mại dâm ở thành phố Hamburg yêu cầu chính phủ mở cửa địa điểm làm việc. Những người hành nghề mại dâm hợp pháp tại thành phố Hamburg của Đức Quốc vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 đã bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời yêu cầu chính phủ cho phép tái mở cửa các địa điểm kinh doanh vốn đang bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19 để cho họ có tiền trang trải cuộc sống qua ngày giữa lúc tình trạng kinh tế khó khăn. Một người trong số này cho biết nghề mại dâm vẫn chưa được phép hoạt động trở lại trong xã hội, bất chấp việc các nhà hàng, cơ sở thương mại và quán bars đã tái khai trương trong những ngày gần đây. Khu đèn đỏ Hofbergstrasse, nổi tiếng với bầu không khí sầm uất, nay đã trở nên vắng lặng vì nhân viên mại dâm không được phép hành nghề do nguy cơ lây nhiễm coronavirus còn đang rất cao. Việc các phòng chứa bị đóng cửa buộc họ phải làm việc chui để kiếm tiền. Kính thưa quý vị, tiếp tục phần tin thế giới, nhiều lệnh phong tỏa cấp địa phương được ban hành sau khi có hơn 820.000 người ngã bệnh tại Ấn Độ. Nhiều đường xá tại các thành phố lớn của Ấn Độ đã trở nên vắng vẻ vào ngày Chủ nhật vừa qua, sau khi chính quyền cấp tiểu bang tuyên bố ban hành lệnh phong tỏa để kiểm soát sự lây lan của đại dịch gây siêu hô hấp COVID-19. Tại Uttar Pradesh, tiểu bang đông dân nhất của Ấn Độ, nơi này đã chính thức áp dụng lệnh cấm đi lại trong vòng 2 ngày bắt đầu từ thứ Sáu 10 tháng 7 vào tuần trước, sau khi nhìn thấy tỷ lệ lây nhiễm gia tăng. Nhiều cảnh sát viên đã được phái tới kiểm soát xe hơi ra vào cửa khẩu biên giới Delhi và Nodia sầm uất. Những ai không có giấy phép đi lại sẽ phải quay trở về nhà. Trong khi đó, tại tiểu bang Tamil Nadu, lệnh phong tỏa ở đây đang được liệt vào hàng khắc khe nhất trên toàn quốc Ấn Độ. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump không muốn đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Cộng. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã nói vào ngày thứ Sáu rằng ông hiện nay chưa suy nghĩ về việc đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc, trong khi mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang hết sức lạnh nhạt vì coronavirus cùng nhiều vấn đề khác. Lên tiếng trước các phóng viên trên chiếc Air Force One khi đang trên đường tới Florida, Tổng thống Trump nói rằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi COVID-19. Ông Trump nói rằng họ, tức là Trung Quốc, lẽ ra đã có thể ngăn chặn dịch bệnh, nhưng họ đã không làm vậy. Khi được hỏi về giai đoạn 2 của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ-Trung, Tổng thống nói rằng hiện nay ông không nghĩ đến vấn đề này vì còn phải quan tâm đến rất nhiều chuyện khác. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 có hiệu lực vào đầu năm nay, nhưng sau đó bắt đầu lung lay do xung đột liên quan đến coronavirus. Virus xuất hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc, và sau đó lây lan trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các viên chức ngoại giao Trung Quốc thì viện dẫn các thuyết âm mưu cáo buộc là Hoa Kỳ đã đem virus này đến Vũ Hán. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump nói rằng ông đã tính đến việc hủy thỏa thuận giai đoạn 1 với Bắc Kinh. Tuy nhiên, các viên chức chính phủ của hai bên đều cam đoan rằng hai quốc gia sẽ tôn trọng thỏa thuận. Theo giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại, thì Trung Quốc sẽ mua ít nhất 200 tỷ Mỹ Kim hàng của Hoa Kỳ trong vòng 2 năm tới.
Đức mời đại sứ Trung Quốc thảo luận về Hồng Kông. Kính thưa quý vị, đại sứ Trung Quốc tại Berlin đã được mời để thảo luận với Bộ Ngoại giao Đức về luật an ninh Hồng Kông mới được ban hành. Vào ngày thứ Sáu, ông Miguel Burger, là viên chức lãnh đạo phòng ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại giao Đức, đã đưa ra ý kiến của chính phủ Đức về vấn đề Hồng Kông với đại sứ Trung Quốc tại Berlin là Vu Khiển. Chính phủ Đức cùng với các đối tác EU đã nhiều lần lên tiếng lo ngại rằng đạo luật này có thể làm suy yếu nghiêm trọng quyền tự trị của Hồng Kông và gây ảnh hưởng xấu đến quyền độc lập tư pháp. Bộ Ngoại giao Đức nói với đại sứ Vu Khiển, đề nghị của Đức diễn ra sau khi có nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tỏ ra lo ngại về luật an ninh của Hồng Kông. Các nước như Anh và Úc đã có phản ứng mạnh mẽ như tuyên bố mở cửa cho dân Hồng Kông được nhập cư. Tuy nhiên, Đức và các nước còn lại trong khối EU vẫn tỏ ra thận trọng nhiều hơn. Kính thưa quý vị, một bản tin thế giới khác cho biết Malaysia phá đường dây buôn người. Nhà chức trách tại tỉnh bang Johor ở miền nam Malaysia vào ngày thứ Sáu cho biết họ vừa phá vỡ một đường dây buôn người quy mô lớn, được cho là đã đem khoảng 43.000 người vào và ra khỏi Malaysia với sự giúp đỡ của các cảnh sát, binh sĩ và viên chức di trú tham nhũng. Tổng cộng có 122 người đã bị bắt trong sự việc này. Tổng thanh tra cảnh sát Ahmad Bredor gọi các nhân viên tham nhũng là phản quốc và nói rằng họ đã tiếp tay cho hàng ngàn di dân vượt biên trái phép. Từ ngày 1 cho đến tháng 4 đến 8 tây tháng 7, cảnh sát Johor đã bắt 122 nghi can, bao gồm 14 cảnh sát, 5 binh sĩ và 4 viên chức di trú. Đường dây buôn người ước tính trị giá 14,1 triệu Mỹ Kim đã hoạt động từ năm 2014. Thị trấn Kota Tinggi ở Johor nằm cách đảo Batam của Indonesia khoảng 45 phút đi thuyền và đây là tuyến đường thường được những kẻ buôn người sử dụng. Từ năm 2010 cho đến năm 2017, số người lao động nhập cư lậu tại Malaysia đã tăng từ 1,7 triệu người lên 2,2 triệu người và tăng thêm 2 cho đến 4 triệu người nữa vào cuối năm 2018, theo ước tính của Tổ chức Di cư Quốc tế IMO. Nhà chức trách Malaysia cho biết, các cảnh sát tham nhũng được tổ chức tội phạm trả tiền theo tháng hoặc theo mỗi đợt buôn người với mức thu nhập từ 117 Mỹ Kim cho đến 3.750 Mỹ Kim mỗi tháng. Các di dân lậu phải trả khoảng 350 Mỹ Kim mỗi người để được đưa vào Malaysia. Băng đảng buôn người có thể tổ chức 4 chuyến vượt biên mỗi tuần với khoảng 100 người cho mỗi chuyến. Các cảnh sát và binh sĩ tham nhũng sẽ báo trước cho băng buôn người về các chiến dịch an ninh, đồng thời cũng giúp đưa di dân lậu vào và ra khỏi Malaysia. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.